Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghề Điện của tôi. Đây là cái demo của xe năng hiệu Mitsubishi nha các bạn. Đời cũ thành ra nó xài ICR. Chỗ này dòm nó có 4 cái rắc nè. Là nó không có xài IC nằm ở trong đít đây mà nó nằm cục IC, còn gọi là cục sạc đó, regulator. Nó nằm ở ngoài. Demo này của khách hàng đưa cho mình nó là sạc sao nó mau hư quá, hết bình hoài. Mà lấy vậy là không có xài cái cục sạc pin, trên đèn báo táp lô không có báo. Đó, ta đưa mình cái cục này nè, nói đang xài cục đây. Nói ủa trên xe nó có cục pin đâu mà sao không xài cục này, nó không biết nữa. Lúc kêu thợ vô thì thợ lên kiểm tra rồi lắp cho cái cục này nè, mà sao cứ lắp vô lâu lâu là hư, thay cục này hoài. Thì bây giờ để mình kiểm tra thử coi nó sạc không nha các bạn. Nếu nó sạc tốt thì mình xử lý cái cục IC. Giờ mình câu bình để mình sạc rồi. Tại cái loại này nó không có IC ở trong, thành ra mình quay cái tay này nè là mình biết nó sạc rồi, chứ không cần thiết phải là đưa lên máy kéo. Ở trong này nó có 4 cái chấu nè. Chấu góc này là chữ F, góc này là chữ E là mát, góc này chữ N là dây chung, góc này chữ A là lửa nó lấy từ cái dĩ dốt, lửa như là lửa trực tiếp á. Bây giờ để mình cắm vô cái chỗ cái chữ F nè, là cái dây đó là dây nó ăn vô cái ruột đó. Rồi mình đấu dây lửa vào đây. Rồi còn đầu mát á thì mình cho nó ra mát. Nhưng mà nhiều khi mình chấm gì ra đụng nó giật nha các bạn, để mình lấy cái kẹp mình kẹp cho chắc cú nè. Đó, kẹp cho nó ăn mát đi. Rồi sau đó mình nối cái đầu mát này vô đây. Đó nó nẹt nè. Đó, nó nẹt vậy là còn ăn cái ruột. Đó, đấu vô. Rồi cho nó nằm xuống cho dễ thử. Bây giờ mình dùng một cái lưỡi cưa mình quay cái bu ly, rồi sau mình chấm một đầu vào đây, mình quẹt ra mát. Mà nếu nó nẹt lửa là sạc nha các bạn. Đó, để mình để cho các bạn xem nè. Đó, mình dùng cái lưỡi cưa mình cọ từ con ốc này nè, cọ ra mát. Mà mình quay như này mà nó nẹt lửa, nhưng mà quay nhẹ nhẹ, cái đó là do kinh nghiệm nữa. Mình quay nhẹ nhẹ mà mình thấy nó nẹt lửa là ngon, còn nếu mình quay mạnh lên mà nó mới nẹt, mà nẹt nheo nheo á là sạc yếu. Có nghĩa là lúc đó có thể là nó đụng cái rế trong đây một lớp, hoặc là nó chết một hai con diode gì đó. Rồi bây giờ mình để mình thử nè. Đó, cái này mình quay nè. Đó, mình thấy mới cái nhá nhá là nó đã nẹt lửa rồi nè các bạn. Đó. Đó, mình quay là thấy nó nẹt lửa rồi thì mình biết là cái này nó còn ngon. Bây giờ sẵn đây thôi, để mình mở ba con ốc này ra cho các bạn xem ở bên trong nó như thế nào luôn. Đó, giờ mình mở ba con ốc ba góc này ra để mà mình gõ mình lấy ra. Rồi mình gõ cái nắp cái này mình lấy nó ra. Lấy từ từ nha, lấy mạnh quá có nhiều cái lấy ra nó kẹt than bể than nha các bạn. Cái này ở trong nó còn mới tinh luôn.
trong này cái vị dốt của nó cũng còn còn rin còn đẹp, rế cũng còn ngon. Thôi cái này mình dòm nó còn ngon vậy thì thôi giờ mình ráp lại, mình tiến hành mình là xử lý cái cục sạc nha. Rồi bây giờ muốn lắp vào thì trước mắt mình phải gài cái thang đó, dùng cọng kẽm ở phía sau này nó có cái lỗ nè đó, đút vô đây để mà mình gài thang đó. Cây nữa mình đút vô đây nè, sau khi mình gài thang rồi là thang nó sẽ nằm ở trong đây nè, nó bằng vậy nè, lúc đó mình mới đút vô cái đây. Rồi mình rút cái cây gài thang này ra. Rồi bây giờ mình bắt ốc lại nha. Rồi bây giờ mình thử sơ lại một cái. Nhớ là lửa là mình ghim ngay chỗ có chữ F nha các bạn. Còn mát là mình kẹp ra vỏ. Rồi sau đó dùng cái lưỡi cưa quay nhẹ cái poly quẹt ở đây nè đó. Rồi vậy là cái này sạc rồi. Vậy là mình đã thử sơ khởi cái dynamo này là thấy nó còn sạc ngon lành, và mình cũng đã thông báo với khách hàng thì khách hàng yêu cầu mình nói làm sao là kiếm cái nào á, miễn làm sao lắp vô cho nó xài bền chút, có cái đèn báo trên táp lô để cho mà mỗi lần nó sạc hay không sạc là để cho mình biết để mà mình xử lý. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái rin theo xe nghĩa địa để mà mình giới thiệu cho các bạn xem nha. Rồi mình đã chuẩn bị một cái cục sạc, cái này còn gọi là regulator, hoặc là xưa mình đi học nghề thì có còn kêu là cục discomtur. Bây giờ nói chung nó là cái cục sạc tự động ngắt thôi. Dimo mà sạc quá mức hạn định của nó thì nó tự ngắt hoặc trả về, không sạc nữa, để chống mà hao nước bình, mau hư bình, mau hư dynamo. Thì cái cục này là theo xe hàng bãi của Nhật. Trong này nó có gồm 6 cái rắc chấm. Này phía sau đít của nó. Thì trong đây là nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cọng dây nha các bạn. Thì 6 cọng dây này nó sẽ đưa nguồn vào với là nó đưa qua cái dynamo. Đó, trong này là nó có sợi dây màu đen nè, là mát nè. Mát này nó đi qua cái mát này luôn, nó ăn ra sườn luôn. Còn cái cọng dây mà màu đen sọc trắng nè, đây là đó, đen sọc trắng nè, là dây này là dây mở công tắc lửa vô. Còn cái sợi dây trắng sọc xanh lá cây này á là cái dây mà đi xuống,
đây, trắng sọc xanh lá cây này nè các bạn, nó đi xuống chỗ chữ F đây, F là pin đó. Còn bên đây có cái dây màu trắng này là lửa nguồn, nó là lửa trực tiếp, lúc nào cũng có lửa. Cái dây màu trắng này này nó có thể là nó đi vô đây, nó qua đây, nó vô chữ A nha các bạn. Còn cái dây mà màu trắng sọc đỏ này nè là cái dây mà để nó đi lên tắp lô, nó vô cái đèn báo đó, nó vô một bên của đèn báo, còn cái đầu bên kia của đèn báo thì nó đi vô lửa mở công tắc. Còn dưới cùng này là cái sợi màu trắng sọc đen là nó đi xuống, nó vô cái chữ N đó, là dây chung đó, dây chung của dynamo đó. Nó 6 dây nhưng mà nó vô đây hết 4 dây rồi, còn 2 dây lên mở công tắc với bao đèn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nó cho các bạn xem nó sạc như thế nào nha. Rồi sau khi lắp cái dynamo lên máy rồi, mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem nha. Khi mà các bạn lắp cái dynamo trên xe rồi á, thì các bạn phải ghim cái rắc này vào và bắt cọng dây này vào. Rồi để mình ghim cái rắc này vào nha. Trên xe lúc nào nó cũng có sẵn cái rắc này. Rồi cái dây này nè, dây này là dây lửa, nó đưa từ bình á lên trên cái chỗ cọc này. Thì khi mà các bạn trước khi lắp vào thì các bạn quẹt nó ra mát thử coi có lửa không nha. Nè, đó, nó phải có lửa mới được nha các bạn. Còn nếu mà nó không có lửa là nhiều khi là từ dưới bình nó đi vô cái cầu chì rồi mới ra đây. Nhưng mà khi do chậm chạp gì đó là cái cầu chì nó đứt rồi thì điện nó không có lên đây, thì nhiều lúc sạc nhưng mà nó lại không vô bình. Cho nên mình, lúc mình lắp vô là mình phải xác định cái dây này có lửa nè, thì lúc đó mình mới lắp vào đây. Mình đã ghim cái rắc này vào, lắp cái cọng dây lửa vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở công tắc lên nha các bạn. Đó, bây giờ mình mở công tắc cho các bạn xem nè. Bình thường là điện chưa có nè. Bây giờ mình mở công tắc lên là đèn trên tắp lô sẽ sáng, đồng hồ lên 12V. Khi mình nổ máy á thì là cái đèn này nó sẽ tắt và đồng thời là cái đồng hồ volt nó sẽ lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho máy nổ nha. Đó. Các bạn thấy không? Khi mà sạc là cái đèn này nè, nó tắt, đèn này lắp trên tắp lô á, nó tắt. Nó báo hiệu là sạc. Còn cái đồng hồ lúc này đã lên tới 13 V mấy rồi. Đó. Cái này là do cái motor nó không đủ sức, còn nếu trên xe mình á là cái dòng tua của nó mạnh là nó lên tới 14 V6 nha các bạn. Rồi khi mình tắt máy á thì cái đèn nó sẽ sáng lên lại. Đó, tại vì cái này nó xài rơ le trong này thành ra phải chờ một chút xíu, thì khi mà cái điện chỗ N này nó mất thì là ở trong cái trong rơ le nó mới ngắt, thì lúc đó cái đèn nó mới sáng lại. Rồi bây giờ mình nổ máy lên lại nè. Tắt nè, chờ một chút xíu cái rơ le này nhảy cái cục một cái thì cái đèn nó mới sáng lại. Và nếu mình xài cái cục sạc này thì nó rất là bền nha các bạn. Mình lắp cho bao nhiêu xe rồi là không có xe nào kêu ca phàn nàn gì hết. Lâu lâu rồi chỉ có mở ra, nếu mà làm xiên mở ra vô dầu mở bắt đạn là xài thiên thu. Sợ là sợ chỉ lắp lộn cọc bình á. Lúc mình đi lắp bình á, mình lắp lộn cọc bình á thì nó sẽ cháy vốt ở trong đây, nó xảy ra sự cố. Còn nếu mà không bình thường là xài hoài luôn. Rồi vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.